Nếu âm phủ có khách sạn. Xin hỏi bạn có đặt phòng trước chưa? Cái gì? Dưới âm phủ còn phải đặt phòng trước nữa hả? Phải đặt trước 1 tháng, không đặt trước 1 tháng không có phòng ở. Trời má, ai biết ngẫm củ tỏi giờ nào đặt trước 1 tháng. Nhưng mày vẫn phải đặt trước 1 tháng. Bây giờ vậy đi, mày lấy điện thoại ra, đặt phòng đi. Số mấy? Nhớ nha, tao phải nói lắp. Số là 4444444448. Cho tôi chọn phòng trước được không? Tôi nghe nói ở dưới âm phủ càng xuống dưới là tội càng nặng. Bà có thể cho tôi ở phòng phía trên chút được không? Không được, để tao xem đã. Tầng 1, 2, 3 đều có thể ở hả? Đều không được ở. Vậy bà có thể nói với tôi biết tôi ở tầng nào là được rồi. Tầng 18, ở trên đầy hết rồi. Trời ơi, gì dữ vậy? Cho tôi ở trên một chút đi. Vậy để tao xem mày có làm chuyện gì tốt chưa? Tất nhiên là có làm rồi. Nói dối, mày đã làm tổn thương trái tim người khác, rồi còn mất dạy với cha mẹ. Mày không những không làm chuyện gì tốt mà còn làm những chuyện không phải của con người làm. Tôi mà không làm được việc gì tốt hết hả? Có, mày đối xử với bạn bè cũng được lắm. Vậy cho tôi ở lên trên một chút đi. Không được, hồi nãy tao nói rồi, ở trên hết chỗ rồi. Vậy mà nãy giờ bà chửi tôi cả nửa ngày trời hả? Nói chung bây giờ mày muốn ở thì chỉ có thể ở tầng 18. Vậy tôi không ở nữa, cho tôi đi về nhà được không? Không được, mày phải đợi, tiếp tục đợi. Đợi thành hòn nhẫn phu luôn hả? Tao khuyên mày đừng nên trở về. Bà bắt tôi ở tầng 18, tôi ngu gì tôi ở. Tôi phải nhanh chóng trở về Trần Gian thôi. Quan trọng là tầng 18 của địa ngục chính là Trần Gian.